Hỷ chào quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với Phong Thủy May Mắn. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay trong nghi thức thờ cúng thần linh tổ tiên tại các quốc gia phương Đông đều có những tập tục thắp hương. Những tôn giáo dân tộc miền đất khác nhau thờ cúng những thần linh khác nhau, quy trình nghi thức cụ thể cũng khác nhau. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu xem thắp hương ngày Tết như thế nào là đúng nhé. Khói nhang ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ của Phật giáo hoặc là các dịp chạp dỗ lễ Tết. Nén nhang như chiếc cầu nối thiêng liêng hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất. Có thể khẳng định nhang đã len lỏi vào tận hang cùng ngõ ngách của cuộc sống và có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của người Việt Nam, thậm chí còn lan rộng đến một số nước ở châu Á. Chưa rõ nguồn gốc tục lệ thắp nhang có từ đâu và do ai sáng lập, chỉ biết qua lịch sử, vua Trần Thái Tông là vị vua trong lịch sử Việt xuất gia cũng đã thừa hưởng và dùng nhang rất nhiều trong mỗi lần đến chùa lễ Phật. Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đều tin tưởng ở thế giới bên kia, trong khoảng không gian vô định có những hình ảnh, những con người đang hướng về chúng ta, đang ở bên chúng ta hàng ngày. Và khi thắp nén nhang lên, ta có thể tâm sự với họ, sưởi ấm với cả thế giới này và cả thế giới vô hình kia nữa. Nhiều người có thói quen khi đi xa về, thắp nhang trên bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên trước, rồi mới ngỏ lời thăm hỏi, mới bắt đầu làm một công việc gì đó. Với người sắp đi xe, đi tàu thì cũng thường thắp nhang để cầu nguyện, mong khi lên đường được bình an. Rất nhiều vùng dân cư như ở Nam Bộ, người ta còn thắp nhang cho từng gốc cây, ụ mối, góc nhà với quan niệm mọi vật đều có đời sống tâm linh. Triết lý nhân sinh thật đơn giản nhưng lại mang nội hàm đa dạng phong phú thường thấy ở các dân tộc Á Đông. Ngày nay thì nhang không chỉ thắp trong các gia đình theo Phật giáo mà những tôn giáo khác cũng đều có chung một nét văn hóa đặc sắc này. Đặc biệt là ở các đình chùa, miếu mạo, nhang là thứ nhất định không thể thiếu được. Ngày Tết đi lễ Phật thì hái lộc đầu năm chúng ta luôn bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc, những ông già, bà lão, các nam nữ, thanh niên khi thắp nhang lên bàn thờ Phật, miệng thường lâm dâm khấn vái cầu nguyện một năm mới được an khang, thịnh vượng, phúc lộc, khương ninh. Có thể nói đây là nét văn hóa đẹp đã tồn tại từ lâu đời, đem lại cho mọi người sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Ngày cuối năm khi đi mua sắm các thứ để chuẩn bị cho ngày Tết, không ai mua vài ba hộp nhang để cúng Phật, cúng ông bà tổ tiên của mình. Đối với người Việt Nam chúng ta thì dù ở thành thị hay là nông thôn, mỗi lần Tết đến xuân về, mọi người đều thắp trên bàn thờ của nhà mình một nén nhang để tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên, để cầu nguyện an vui hạnh phúc cho mọi người, đồng thời cũng tạo không khí ấm áp vui tươi cho cả gia đình trong những ngày đầu xuân. Ở chúng ta thì khó ai có thể diễn tả nổi xúc động khi vào khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, cả gia đình quây quần bên nhau, thắp trên bàn thờ vài nén nhang thơm để cùng tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, những người kính yêu đã khuất. Sự lẩn khuất của làn khói trắng, mùi thơm nhẹ lan tỏa làm cho ta thấy ấm cúng và gắn bó với nhau nhiều hơn. Tập tục xông hương bắt nguồn từ tín ngưỡng tôn giáo. Vào thời thượng cổ, con người vẫn chưa thể giải thích được các hiện tượng trong thế giới tự nhiên, nên họ hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của tổ tiên hoặc là thần linh để xua tà đuổi dịch, có được cuộc sống ấm no. Vì thế họ đã đi tìm một công cụ để giúp mình đối thoại được với thần linh, đó chính là thắp hương. Phương diện thờ cúng, người Ai Cập cho rằng hương là sợi dây nối giữa thế tục và trời cao, dựa vào làn khói hương lan tỏa có thể trực tiếp gửi tấm lòng đến thiên thần. Trong nghi đức của đạo giáo, tác dụng của hương là giúp cho thần và người giao cảm, truyền đạt lời thỉnh cầu và ý niệm mong tiên nhân ban phúc. Loại hương, thứ nhất là hương que. Hương que đã xuất hiện vào thời kỳ Tống Minh, thời gian cháy của hương que tương đối lâu, vì thế còn được gọi là hương tiên hoặc là hương trường thọ. Ngoại hình của hương que dài và thẳng, có thể phân thành hai loại có lõi và không có lõi. Hương que nhỏ có thời gian tương đối ngắn, khói sinh ra cũng ít, thường được sử dụng trong gia đình bình thường. Còn hương to có thời gian đốt dài hơn, đa số được sử dụng để cúng hương trong đình chùa. Thứ hai là hương tháp. Hương tháp tức là dùng các loại bột hương như là trầm hương, đàn hương, đinh hương, nhũ hương nhào với nước rồi ép thành hình chóp nhỏ nhỏ. Thông thường thì tháp hương kiểu này sẽ được đặt trực tiếp lên đĩa hương phẳng.
để đốt và cũng có thể được đốt trong lư hương có giải tàn hương. Sau khi đốt tàn hương có dạng tháp nhọn không bị rơi vãi ra xung quanh, sử dụng tương đối là tiện lợi, thời gian đốt hương tháp sẽ ngắn hơn so với thời gian đốt hương que, thường sử dụng ở gia đình. Thứ ba là hương vòng. Khi chế tác hương vòng thì thông thường sẽ ép bột hương thành dạng sợi dài, sau đó cuộn cẩn thận thành dạng vòng xoắn ốc, phơi khô. Hương vòng đốt lâu hơn hương que. Thông thường thì hương vòng có sự phân biệt về kích thước to, nhỏ, thô, mảnh. Loại cỡ lớn thường sẽ thô hơn, có thể trực tiếp treo lên để đốt hoặc là đặt trên giá hương trong lư hương để đốt, thường dùng ở chùa, viện, đạo quán hoặc là từ đường. Hương vòng loại nhỏ đa số là được dùng khi cúng dường hoặc là trong tu hành cá nhân, thắp ở ban thờ Phật chứ không phải đặt trên bàn thờ gia đình. Quy phạm trong sử dụng hương. Quy phạm trong tôn giáo phần lớn đã được quy định chi tiết trong giới luật của kinh điển tôn giáo, nhưng đôi khi cũng cần căn cứ theo mỗi người, mỗi khu vực mà có sự khác biệt. Dưới đây sẽ lấy một số ví dụ về quy phạm thường gặp trong sử dụng hương. Dùng hương có nguồn gốc từ hương liệu thiên nhiên làm chính, tránh hương hóa học vừa làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân vừa không thể biểu đạt được lòng thành. Nơi sử dụng hương không hạn chế từ các nơi cúng dường chư Phật như là đọc kinh, trai giới, lễ tụng, giảng kinh, thuyết pháp, thỉnh cầu. Tại gia đình có thể dùng ở bàn thờ, phòng khách. Cất chữ hương để nơi cố định, khô ráo và sạch sẽ. Tốt nhất lựa chọn những hộp hương có thể đậy kín để đựng các loại hương phẩm khác nhau, không để hương chưa đốt trên bàn thờ. Khi lấy hương thì phải thận trọng, nhẹ nhàng, không nên để hương bị rơi vãi hoặc là đổ xuống đất. Cần thường xuyên lau rửa những đồ vật để tiếp xúc với hương như là thìa hương, lư hương, hộp hương. Khi thắp hương thì cần chú ý phong thái của bản thân phải đoan chính, nghiêm trang. Khoảng cách giữa chỗ đứng với bát hương quá xa hoặc quá gần đều không tốt. Trước khi thắp hương thì nên sắp xếp ổn thỏa những vật phẩm cúng dường như là hoa quả tươi, nước sạch. Số lượng không cần nhiều, mỗi bát chỉ nên dùng một nén hương, nếu là bát mới thì có thể dùng 3 nén. Không cần thiết một lúc châm cả bó hương cúng, mùi khói quá nồng sẽ khiến cho không khí bị ô nhiễm. Khi đốt hương thì cần có tâm trạng bình tĩnh, thái độ ôn hòa, tránh lo lắng và vội vã. Khi thắp hương, phải châm hương một cách cung kính. Khi châm hương, nếu có ngọn lửa, cần dùng bàn tay phẩy tắt lửa hoặc là cầm hương vẩy lên xuống để dập lửa, không được phép dùng miệng thổi tắt lửa. Nếu đến chùa dâng hương, khi bước vào thì nên bước từ cửa bên phải của chính điện, đồng thời bước chân trái vào trước là tốt nhất. Chú ý không được dẫm lên bậc cửa, cũng không nên có những động tác như là nhìn trước ngó sau, chải đầu vô tóc. Sau khi châm hương phải cầm hương với tư thế tay trái ở bên ngoài, tay phải ở bên trong để hai tay giơ cao ngang mày, cung kính hành lễ. Sau khi thắp hương làm lễ trước tượng Phật, dùng hai tay để cắm hương vào lư hương, bắt đầu làm lễ cúng dường chư Phật Bồ Tát. Khi dâng hương thì miệng nên ngậm lại, ngoài việc thầm cầu trong lòng hoặc là tụng niệm nhỏ, không nên nói chuyện với người đứng bên cạnh. Trong thời gian thắp hương thì không nên đưa mũi lại gần để ngửi hương. Sau khi việc cúng hương hoàn tất thì xung quanh lư hương nếu có tàn hương rơi vãi thì nên dùng khăn sạch để lau, không được dùng miệng để thổi bay những tàn hương ở bên cạnh lư hương. Nếu hương bị tắt thì có thể nhấc ra châm lại, ở chùa có thể thu lại thành bó, dùng đồ đựng sạch sẽ để đốt, không nên tự ý vứt bỏ. Không thắp hương liên tục kể cả lễ Tết. Chỉ thắp hương cúng dường như lúc chuẩn bị xong mâm cỗ tất niên, mâm cúng giao thừa, thắp lại lần nữa đúng khi chuyển giao năm mới. Thắp hương hay là khấn liên tục chỉ gây phiền nhiễu cho gia tiên là điều không tốt, nhất là khi đồ cúng vẫn giữ nguyên không có bổ sung mới. Như vậy đồng nghĩa với việc mời gia tiên về ăn đi ăn lại, tỏ rõ thái độ không thành tâm và coi thường của gia đình. Còn về nghi lễ cúng hương que tại nhà, thứ nhất, sau khi đốt hương, dùng hai tay cầm lấy hương. Thứ hai, cố gắng cầm hai tay cắm hương vào giữa bát hương. Nếu đặt xa quá thì dùng tay phải. Tuy vậy, nên bố trí bát hương sao cho có thể đứng cắm dễ dàng, không phải kiễng chân hay là trèo ghế là tốt nhất. Nên thắp mấy nén hương trên bàn thờ và thắp như thế nào cho đúng?
Việc thắp hương trên bàn thờ là một tập quán từ lâu đời của người Việt Nam. Bát hương được coi là nơi giáng của các hương linh, thần thánh, tổ tiên và cũng là nơi thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Bởi vậy, nên vào những ngày rằm mồng 1 hàng tháng, các dịp giỗ, Tết, hầu hết các gia đình Việt Nam đều thắp hương nhang lên bàn thờ cúng Phật, gia tiên, thần tài hoặc là đến đền chùa, cầu mong gia đạo yên vui, mạnh khỏe, may mắn. Khi thắp hương, khói hương bay lên giống như là làn sóng truyền vào không gian, lời khấn cầu của người thắp hương hòa vào làn khói hương truyền đến người nghe lời cầu. Trời Phật sẽ cảm nhận được ước nguyện của người cầu, do vậy trong kinh Phật mới có bài kệ. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Và nên thắp mấy nén hương trên bàn thờ? Trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam, ta thường thấy khi thắp hương, mọi người thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, thậm chí là cả bó mà không thắp hương theo số chẵn. Nguyên do có việc này là bởi vì người ta quan niệm việc thắp hương là việc người dương tưởng nhớ tới người âm, cúng dâng lễ vật với một lòng mong mỏi người âm phù hộ độ trì cho gia đình, sức khỏe, may mắn, mọi sự hanh thông. Số lẻ là biểu tượng cho tính dương nên việc thắp hương theo số lẻ là đại diện cho người dương. Người ta thường thắp hương theo số lẻ, thậm chí là thắp cả bó mà không thắp theo số chẵn. Có nhiều các quan niệm khác về con số các nén hương. Một nén hương thể hiện lòng thành kính, hai nén hương kính viếng linh cữu người chết và trong thời gian để tang hoặc là đốt cho người cõi âm như các vong hồn, người ta thường thắp hai nén hương. Còn ba nén hương thì con số 3 có nhiều quan niệm khác nhau hơn, đó có thể là Tam Bảo, Phật Pháp, Tăng, Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới, Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai, Tam Vô, Lậu Học, Giới, Định, Tuệ của nhà Phật. Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có 3 đỉnh hương to. Ngoài ra thì việc thắp 3 nén hương mà người Việt hay làm còn thể hiện ý nghĩa là tâm nhang, lòng thành, giới nhang theo lời dân dạy của Phật Thánh Tổ Đường và định nhang tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. 5 nén hương, con số 5 là 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh, theo phong thủy là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 7 và 9 nén hương, số 7 và số 9 tượng trưng cho vía của con người. Khi người ta muốn xin ơn cho cá nhân, nam thất, nữ cửu, việc thắp một nén hương và 3 nén hương là cách làm phổ biến ở các gia đình Việt Nam hiện nay. Buổi sáng thì người ta thường thắp một nén hương lên ông thần tài, ông địa. Số 1 là số dương, ý chỉ là người sống thành tâm, cầu thần linh, cầu mong thần linh phù hộ cho người mua may bán đắt hay là được bình an, may mắn. 3 nén hương là số hương phổ biến nhất, có thể áp dụng cho bất cứ dịp nào và ở bất cứ đâu. Trong tâm linh thì số 3 là sự tượng trưng cho 3 giới thiên, trời, địa, đất, nhân, người. Người dân Việt Nam thì hay chọn 3 nén để thắp hương vào ngày Tết. Những dịp cúng dỗ, động thổ, cưới xin hay là những khi tiến hành các việc quan trọng trong đời. Quý vị và các bạn thân mến, thắp hương nhiều hay là ít thì không quan trọng mà chủ yếu là ở tấm lòng của người hướng đến chư Phật. Hơn thế nữa thì việc thắp một nén duy nhất sẽ tránh gây hỏa hoạn. Hương đang cháy nếu cắm quá dày có thể bùng lửa và ô nhiễm môi trường. Khi thắp hương thì nên chú ý không bao giờ được dùng nhang giả, nhang điện hoặc là nhang tẩm hóa chất độc hại cắm vào lư hương, tránh gây hại sức khỏe cho mọi người. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại những hữu ích cho quý vị và các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về Phong Thủy May Mắn, quý cô, quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có thể cập nhật những video mới nhất nhé. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận của mình để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.